Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin cập nhật mới nhất trên kênh Vietnews TV2 của chúng tôi. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Quý vị thân mến, từ khi Ban Tứ trụ bổ nhiệm tướng Phan Văn Giang giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thay thế cho người tiền nhiệm là Đại tướng Ngô Xuân Lịch, việc này đến nay vẫn ầm ĩ làm phật ý các nhà lãnh đạo tại Bắc Kinh. Người đứng đầu là Chủ tịch Tập Cận Bình đã kịch liệt phản đối Việt Nam tiếp nhận 17 tàu khu trục hạm và 9 tàu ngầm hạt nhân được mệnh danh là ngày tận thế. Những loại vũ khí hiện đại nhất đang được trang bị trên các tàu này đủ sức hủy diệt căn cứ bí mật của Trung Quốc đại lục. Ông Tập ra lệnh cho thông qua các kênh ngoại giao để phản đối Việt Nam. Vẫn chưa yên tâm, ông còn trực tiếp điện vào đường dây nóng đòi gặp bằng được Ban Tứ trụ để phản đối. Nhưng vì sự hờ hững của nhóm Tứ trụ mới đối với ông, họ Tập cảm thấy rõ sự không hợp tác và nghe theo Bộ Tứ trước đây, khiến ông đòi Tứ trụ sắp xếp thời gian tiếp ông tại Hà Nội vào cuối tháng này. Xét thấy nếu để ông Tập sang Việt Nam vào thời điểm này là không phù hợp, vì Ban Tứ trụ mới hiểu rõ mục đích của ông Tập muốn một người có xu hướng thân Trung Quốc làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thay vì bổ nhiệm tướng Phan Văn Giang lên thay thế ông Lịch. Nguyên nhân tại sao Trung Quốc lại chấp nhận mất mặt với sự đề nghị vô lý có phần khẳng khái khi xâm phạm vào công việc nội bộ của Việt Nam? Việc này đã được truyền thông báo chí liên tục nhắc đến tại tòa đàm phán khoa học vùng biển bãi Tư Chính và luật pháp quốc tế. Ông Lê Mã Lương đã nêu ý kiến giữa buổi họp thảo này có các thành viên của Bộ Ngoại giao. Ban đối ngoại Trung ương muốn hỏi các anh có muốn kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế hay không? Đây là câu chuyện của toàn dân Việt Nam. Nếu giữ được bãi Tư Chính, sẽ giữ được cái bãi đáo khác của Việt Nam. Người tiền nhiệm sau đó là tướng Ngô Xuân Lịch không biết đọc bản đồ, không ra thực địa, thì tướng Ngô Xuân Lịch chỉ có mỗi mặt mạnh nhất, đó là rất nhiều tiền, nhiều khu đất vàng trong thủ đô Hà Nội và cả vị trí khác nữa. Ban Tứ trụ lần này đã đồng thuận và hiểu rõ ý dụng của Tập Cận Bình đòi sang Việt Nam ngay. Vì thế, để tránh những phiền phức không đáng có, vào thời điểm này, nếu Ban Tứ trụ đề nghị tiếp họ Tập vào một thời gian thích hợp với lý do chính đáng và hiện tại Việt Nam đang phong tỏa và tập trung chỉ đạo phòng chống dịch, rất nguy hiểm cho Chủ tịch Tập Cận Bình nếu sang Việt Nam vào thời điểm này. Nghe thấy vậy, Chủ tịch Tập Cận Bình muốn lấy lòng Tứ trụ bằng cách tuyên bố hùng hồn, tôi sẽ cấp viện trợ cho Việt Nam 500.000 liều vaccine Genovac. Chủ tịch Tập đã giữ lời hứa khi Việt Nam công bố Việt Nam Airlines sẽ bố trí riêng một chiếc Boeing 787, một trong những máy bay lớn và hiện đại nhất của hãng để chở lô vaccine. Chuyến bay còn chở theo 2 tấn vật tư tiêm chủng. Mặc dù chuyến bay chỉ chở hàng, không có hành khách, nhưng toàn bộ phi hành đoàn sang Trung Quốc đều được trang bị bảo hộ y tế toàn thân trong suốt hành trình. Sau khi về Việt Nam, tổ bay được kiểm tra sức khỏe, cách ly theo quy định và máy bay được phun khử khuẩn. Lô vaccine sẽ là nguồn lực quý giá góp phần giúp Việt Nam đẩy lùi dịch bệnh. Việt Nam Airlines đã bố trí đội ngũ dày dạn kinh nghiệm xử lý hàng hóa, y tế tiếp nhận lô hàng này ở sân bay. Tương tự các lô vaccine trước đây, toàn bộ vaccine được lưu trữ trong thùng container lạnh chuyên dụng, được nhân viên hàng hóa giám sát nhiệt độ thường xuyên. Bộ Y tế cho biết 500.000 liều vaccine này được viện trợ cho Việt Nam, được ưu tiên tiêm cho 3 nhóm người Trung Quốc đang làm việc tại Việt Nam. Người Việt Nam có nhu cầu học tập, làm việc tại Trung Quốc và người dân khu vực biên giới Trung Quốc. Điều này cho thấy Việt Nam đã sử dụng vaccine Trung Quốc để tiêm cho chính người Trung Quốc đang ở Việt Nam. Còn loại tốt hơn của Anh và Mỹ thì sử dụng cho người dân Việt Nam. Đây được cho là một sự lựa chọn sáng suốt của Chính phủ và Bộ Y tế khi trong thời gian vừa qua, nhiều nước đã trả lại lô vaccine này lại cho Trung Quốc, bị nghi ngờ tính hiệu quả của nó. Việc Bộ Y tế Việt Nam dành phần lớn lô vaccine này tiêm cho chính những người Trung Quốc là một nước đi sáng suốt, bởi vì nhiều người dân Việt Nam cho rằng hàng viện trợ từ Mỹ, Nhật Bản, Úc, châu Ấn Độ hay Đinh Âu, vân vân còn mang giá trị thật của nó. Chứ vaccine Trung Quốc có cho tiền thì tôi cũng chẳng thèm tiêm. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình Tứ trụ bổ nhiệm tướng Phan Văn Giang giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cho thấy Ban Tứ trụ mạnh mẽ và cứng rắn hơn với Trung Quốc so với những Ban Tứ trụ tiền nhiệm trước đây, còn nhiều nề nang thái quá với tình hình hữu nghị, được Trung Quốc tự đánh bóng và tô vẽ bằng xảo từ 4 tốt và 16 chữ vàng. Vì thế trong thời gian tới, mối quan hệ giao ban hai nước sẽ có những thay đổi lớn theo nhiều hướng. Trung Quốc phải nhượng bộ Việt Nam trên Biển Đông, tại 7 tỉnh biên giới Tây Bắc. Theo quan điểm của tướng Phan Văn Giang đã tham mưu cho Tứ trụ, biết một mặt Trung Quốc sẽ giảm cường độ, gây áp lực với Việt Nam trên Biển Đông và trên đất liền. Nhưng đó là âm mưu và thủ đoạn thâm độc của phía Trung Quốc. Vì thế, Trung Quốc sẽ giả vờ thân thiện, nhượng bộ và thiết lập tình hữu nghị với nhiều chiêu trò như cử nhiều phái đoàn cấp cao sang Việt Nam, cũng như mời Tứ trụ sang Trung Quốc. Vì thế, chúng ta phải có những thái độ ngoại giao khôn khéo, mềm dẻo, linh hoạt, uyển chuyển nhưng sẵn sàng kiên quyết, cứng rắn nếu Trung Quốc có những hành động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, dưới thời tướng Phùng Quang Thanh và tướng Ngô Xuân Lịch đã có thái độ nhu nhược, mềm yếu trước Trung Quốc, đúng như lời của tướng Lê Mã Lương.
đã công khai tuyên bố trước 96 triệu dân Việt Nam là thế mạnh của hai tướng là rất nhiều tiền và nhiều lô đất vàng giữa lòng thủ đô Hà Nội. Trung Quốc rất cần những con người như vậy làm đại tướng để dễ bề thao túng, lợi dụng sự yếu đuối nhu nhược. Vì lo giữ quyền cá nhân, nên Trung Quốc đã điều giàn khoan HD981 vào năm 2014 dưới thời tướng Phùng Quang Thanh, khiến người dân Việt Nam đứng ngồi không yên vì lo sợ Trung Quốc sẽ chiếm nốt các đảo còn lại ở Trường Sa. Dưới thời của tướng Ngô Xuân Lịch, Trung Quốc tiếp tục tham vọng muốn chiếm đảo Đá Ba Đầu nằm trong cụm sinh tồn tại quần đảo Trường Sa. Vì thế vào tháng 1 năm 2022, đã điều tàu quân dân biển thả neo, số tàu tiếp tục tăng dần, cho tới tháng 3 năm 2022, đã có hơn 300 tàu đến bao vây đảo Đá Ba Đầu, giúp cho tàu vận tải chở cát để san lấp cải tạo, bồi đắp thành đảo nhân tạo. Nhưng ban tứ trụ mới đã không chấp nhận để Trung Quốc thực hiện tham vọng này thêm một lần nữa bằng việc bổ nhiệm tướng Phan Văn Giang lên thay thế tướng Ngô Xuân Lịch sau khi tướng Phan Văn Giang giữ quyền bộ Bộ trưởng Quốc phòng vào ngày 8 tháng 4 năm 2021. Ngay lập tức ông đã điều động Hải quân vùng 4 và vùng 5 sẵn sàng chiến đấu. Lệnh báo động cấp 1 được ban bố khẩn cấp. Tất cả tàu chiến tiêm kích và hệ thống tên lửa hành trình F-400 của Nga BrahMos của Ấn Độ được đưa vào bệ phóng để chuẩn bị dạy cho Trung Quốc một bài học. Trước khi thế ngút trời của toàn dân ta đã chuẩn bị chiến đấu ngay lập tức, Trung Quốc đã cho rút toàn bộ hơn 300 tàu dân quân biển từ đảo Đá Ba Đầu về đảo Hải Nam Trung Quốc, cẩn thận đến mức thái quá, thông qua các kênh ngoại giao, đề nghị Việt Nam tạo mọi điều kiện cho Trung Quốc rút hơn 300 tàu. Mặt khác thì sau 16 ngày tướng Giang lên cầm quyền, Trung Quốc phải cấp tốc điều ngay Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc hỏa tốc sang Việt Nam để gặp tướng Giang cầu hòa. Mà điều này cho thấy Trung Quốc chỉ là thùng rỗng kêu to, mềm nắn rắn buông. Với những diễn biến mới xảy ra cho thấy căn cứ vào thời Việt Nam có tướng tài có thái độ cứng rắn với Trung Quốc, thì Trung Quốc lại hòa hoãn, biết thân biết phận để chung sống hòa bình với Việt Nam. Còn trong trường hợp tứ trụ Việt Nam yếu đuối nhu nhược, nghe lời Trung Quốc đưa tướng hèn lên nắm quyền thì ngay lập tức Trung Quốc đẩy mạnh xâm lăng Việt Nam ngay. Tình hình trong thời gian qua đã chứng minh rõ nét quan điểm của Trung Quốc với Việt Nam. Kính thưa quý vị khán thính giả, tình hình căng thẳng về mặt quân sự và chính trị giữa Trung Quốc và Việt Nam tiếp tục nóng lên sau khi tòa đại sứ quán Trung Quốc ở Viên Chăn bị không quân của lực lượng đặc nhiệm Rồng Đen tấn công, khiến cho ông đại sứ Trung Quốc Quách Tuấn Trưng bị thương nặng và tòa đại sứ bị hư hại nặng nề khi Trung Quốc có ý định giao hai đầu đạn hạt nhân cho lực lượng nhà nước Hơ Mông nhằm trả đũa vụ Việt Nam tiếp nhận 17 tàu khô trục và 9 tàu ngầm ngày tận thế của Mỹ. Động thái này của nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc khiến cho an ninh quốc gia và chủ quyền Việt Nam bị đe dọa nên đã dẫn đến hành động quân sự ngăn chặn của Việt Nam. Như trong một bản tin chúng tôi đã từng đưa đến quý vị, để trả đũa quân đội Trung Quốc lần đầu tiên sử dụng máy bay tiêm kích tàng hình mới của đất nước này không kích vào các tỉnh miền Trung, cũng như tòa đại sứ của Việt Nam để thử nghiệm tính hiệu quả của dòng máy bay vừa xuất xưởng trên, nhưng đã bị hệ thống phòng không sử dụng tên lửa ba chết mà Việt Nam đã mua từ Mỹ và Việt Nam đã cải tiến, sau đó bắn cho tan tành. Diễn biến của sự kiện mà đã khiến cho Tập Cận Bình và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa phải toát mồ hôi cũng như gây chấn động dư luận ra sao? Mời quý vị khán giả lắng nghe bản tin nóng cập nhật mới nhất của chúng tôi. Kính thưa quý vị, nhằm để trả đũa công kích Việt Nam vào tòa đại sứ Trung Quốc ở Việt Trai Trung Quốc đã lên kế hoạch trả đũa bằng việc tấn công vào đại sứ Việt Nam Lào cũng như vào các tỉnh miền Trung của Việt Nam. Quân đội Trung Quốc sử dụng máy bay tiêm kích tàng hình J-20 được cho là hiện đại nhất không quân nước này. Để thực hiện kế hoạch này, các quan chức quốc phòng Trung Quốc đã từng hênh hoang rằng đây là những máy bay kết hợp hội tụ nhiều công nghệ hiện đại và có khả năng bay xa, chặn tín hiệu radar, sở hữu hệ thống máy tính mạnh, có khả năng kết nối với máy tính J-20, là phi cơ có một chỗ ngồi, hai động cơ. Chiều dài thân của nó là 24,8 mét, còn sải cánh của nó lên tới 11,7 mét. Nó còn sở hữu nhiều tính năng như khả năng tránh radar và mang lượng vũ khí lớn. Đặc điểm nổi bật của máy bay này là có khả năng gập xòe đôi cánh khi bay, góc cánh được điều chỉnh từ 16 đến 72,5 độ, cánh mở rộng khi cất hạ cánh và bay ở tốc độ chậm, muốn tăng tốc lên siêu âm cánh được gập lại để tạo cấu hình khí động tối ưu. Đây là máy bay hai động cơ lớn trọng lượng cất cánh cực đại 42 tấn. Những ưu điểm của J-20 là có thể bay bám địa hình phức tạp ở độ cao cực thấp 70 mét, tốc độ cao và hệ thống radar địa hình và điều khiển tự động tấn công chính xác mục tiêu bất kể ngày đêm, bất kể thời tiết có thể cất cánh trên đường bay ngắn 100 mét, bán kính hoạt động lên tới 5.800 km, khả năng tải trọng lên tới 11,25 tấn. Bởi những ưu điểm trên, nó có khả năng tác chiến độc lập mà không cần sự hỗ trợ hùng hậu như H-6. Theo tính toán giới quân sự Trung Quốc, sự xuất hiện của J-20 sẽ tạo ra sự khác biệt, chiến dịch trả đũa Việt Nam. Thưa quý vị khán thính giả, trong một diễn biến có liên quan vào tối ngày 28 tháng 2 vừa qua, để mở màn cho chiến dịch trả đũa Thunderstorm, 10 máy bay C-20 của Trung Quốc đã cất cánh từ căn cứ không quân Posei giáp với tỉnh Vân Nam Trung Quốc, trong khi hai chiếc hướng tới tòa đại sứ Việt Nam ở Viên Chăn
thì 8 chiếc còn lại đã tổ chức xâm nhập vào Việt Nam để tấn công vào các tỉnh như Hà Tĩnh, Nghệ An, Đà Nẵng, v.v. Nhưng phía Trung Quốc đâu có ngờ rằng, việc tiên liệu trước khi Trung Quốc có thể trả đũa đã thúc đẩy Việt Nam có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước đó để đối phó khi kích hoạt vệ tinh quân sự tập trung chủ yếu tại Lào. Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng đã giúp Việt Nam thông qua vệ tinh do thám trên vũ trụ, nên nhất cử nhất động của Trung Quốc đều nằm trong vòng kiểm soát của quân đội Việt Nam. Thưa quý vị, trong hai chiếc J-20 chưa tiếp cận được mục tiêu tại tòa đại sứ thấy rằng bị tên lửa của lực lượng đặc nhiệm Rồng Đen bắn hạ tại một cánh đồng vùng vắng ngoại ô Vientiane và cách tòa đại sứ Việt Nam hơn 30 km, theo đường chim bay không cho phi công Trung Quốc có bất kỳ cơ hội tự vệ hay phản công nào. Cuộc tấn công bất ngờ của Việt Nam đã làm cho hai máy bay J-20 trúng đạn bốc cháy dữ dội, như hai quả cầu lửa lao đầu xuống đất, làm thiệt mạng một phi công và một tên còn lại bị bắt sống. Khi tên này may mắn buông dù chạy nhảy thoát, trong khi đó, 8 chiếc còn lại theo kế hoạch đã hạ thấp độ bay ở chế độ bám địa hình nhằm tránh radar. Sau khi cấp bom tại các tỉnh miền Trung sẽ bay tách ra Biển Đông, đến căn cứ Phú Lâm ở quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc cưỡng chiếm trái phép của Việt Nam. Các máy bay trên mỗi chiếc đều mang theo 12 quả bom, nặng 540 kg và hai tên lửa đối không AIM để hỏi thăm, nhưng toàn bộ kế hoạch quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc lần này đã kết thúc trong thất bại cay đắng. Và theo cách khác, không để lại thậm tệ hơn, khi mưu đánh bom phá hoại nhằm vào cầu đường và các cơ sở quân sự, nhà máy nước, nhà máy điện cũng như các cơ quan hành chính tỉnh miền Trung để ngăn chặn từ ngay bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, khi 8 chiếc máy bay tàng hình mà được cho là niềm tự hào của quân đội chính quyền Trung Quốc đã bị thành đống sắt vụn khi trúng phải hàng loạt tên lửa S-400 và pháo tự hành của lực lượng đặc nhiệm thuộc quân khu 5. Chiến dịch Thunderstorm của Trung Quốc đã bị phá sản hoàn toàn và chiến thành chiến dịch Sấm Rền cũng như là nỗi ô nhục lớn nhất của quân đội Trung Quốc từ trước tới nay khi đối đầu với Việt Nam. Diễn biến tiếp theo của sự kiện mà đang làm cho Tập Cận Bình và giới lãnh đạo Trung Quốc toát mồ hôi và cũng như gây chấn động dư luận này ra sao, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin cho quý vị trong các bản tin sau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin kế tiếp.